Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng vừa phát hiện, bắt giữ và di lý đối tượng Huỳnh Cao Thuận, 34 tuổi, trú quốc tịch Đồng Nai, bị truy nã về hành vi trộm cắp tài sản từ Nha Trang về Đà Nẵng sau 11 năm lận trốn. Từ tháng 6 năm 2011, Thuận có quen với Trường Thắng, quê tỉnh Bình Định và Nguyễn Văn Đông, trú tại tỉnh Hải Tĩnh. Thuận cấu kết với nhóm của Thắng và Đông để đi trộm cắp xe máy rồi sao bán trên mạng xã hội. Thủ đoạn của các nhóm đối tượng là thường chạm quanh các khu vực dân cư thừa thớt hay đi vắng để thực hiện việc phá khóa, trộm cắp xe máy, phần lớn là xe Center và Sirius. Tính đến thời điểm bị phát hiện, Thuận và nhóm của mình đã thực hiện được 6 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, giá trị ước tính hơn 100 triệu đồng, đem về bán lấy tiền, chia nhau tiêu xài cá nhân. Sau khi các đối tượng trong đường dây bị bắt, Thuận bỏ trốn vào Nha Trang sinh sống, nhưng vẫn bị công an quận Cẩm Lệ phát hiện, bắt giữ.